Da chị đẹp rắn, chị xinh và sức khỏe lúc nào cũng viên mãn thì là mồ nhờ Beauty Plus đấy em ạ. Đây là viên uống trắng da này, rồi dưỡng trắng da, rồi ngăn ngừa lão hóa và đặc biệt là ngăn ngừa cả ung thư da nữa, Beauty Plus em nhé. Mình cũng rất là yên tâm bởi vì tất cả các thành phần của nó đều là thiên nhiên và cũng được là chứng nhận lâm sàng của Bộ Y tế cấp phép an toàn cho người sử dụng rồi. Thế nên là những sản phẩm như thế này là mọi người phải hết sức là tin tưởng và phải đặc biệt là để ý nhá về cái nguồn gốc xuất xứ này, rồi những cái sản phẩm đó nó có đạt được cái tiêu chuẩn của quốc tế hay không này, nó có được kiểm định gắt cao hay không này. Thì với Beauty Plus thì mọi người yên tâm nhé mọi người nhá, đã có chứng nhận lâm sàng của Bộ Y tế cấp phép an toàn dành cho người sử dụng đó. Hương đang sử dụng sản phẩm này thì cũng đã dùng được mấy tháng rồi, được khoảng 3 tháng rồi, hết mấy liệu trình rồi, thì mọi người thấy là cái da này không có mụn này, sáng đều màu da này, không bị nám, không bị tàn nhang này. Beauty Plus này ngoài cái việc làm cho da mình đẹp như Hương vừa chia sẻ thì nó còn giúp cho mình có một cái sức khỏe rất là tốt nữa đó. Và đặc biệt nhá, cái tác dụng của nó là vừa đẹp da, vừa chống nắng và chống ung thư da nữa. Những bạn mà bị nám tàn nhang dùng cái này rất là tốt đây này. Và bên cạnh đó mọi người nhớ nhá, mỗi một ngày ấy, mình sử dụng cái sản phẩm viên uống trắng da này thì mọi người nhớ là phải uống thật nhiều nước vào nhé. Uống nhiều nước vừa là để cấp ẩm cho da, cho cơ thể của mình đó, vừa là để làm sao khi mà uống vào, mình uống nhiều nước thì nó sẽ có cái độ thẩm thấu cái sản phẩm vào bên trong cơ thể mình được tốt hơn. Đây mọi người thấy không ạ, da Hương thì trộm vía thế này, phải nói thật, nếu mà để gọi là trắng bóc như bạn Ngọc Trinh thì Hương không trắng được như Ngọc Trinh. Bởi vì sao? Bởi vì Hương phải đi quay phim. Hương không có được ở trong nhà và không có được ngồi trong xe, hay là Hương không có được kiêng khem để mà giữ gìn cho cái làn da của mình nó trắng bóc lên như thế. Nhưng Hương rất tự tin là da Hương trắng vừa phải và rất là mềm mịn, không có một vết mụn hay là một vết thâm nám nào hết. Mặc dù là Hương quay ngoài trời, thời tiết rất là nắng nóng, thậm chí có những hôm quay từ sáng đến tối, mọi người nhìn Hương đóng vai Lan thì có những cái cảnh mắt mũi sưng húp híp lên là vừa khóc xong rồi chạy ở ngoài trời nắng trời chật như thế, mồ hôi một cây gã vã vượi ra. Thế thì tại làm sao mà da Hương vẫn đẹp như vậy? Tại vì Hương có dùng Beauty Plus. Hương thật là Hương đã sử dụng qua rất nhiều sản phẩm viên uống trắng da của Hàn rồi, của Nhật rồi, nhưng phải đến khi dùng cái Beauty Plus thì mình mới thấy có hiệu quả rõ rệt luôn, rất là tốt mọi người ạ. Đó, mọi người chịu khó nhá, dùng cái này nhiều cực kỳ tốt luôn này, tốt cho da này, trắng da, đẹp da này, ngăn ngừa lão hóa, cấp ẩm cho da, làm mềm mịn da, trắng sáng, hồng hào, tự nhiên, đều màu da này, xóa mờ những cái thâm nám, những cái tàn nhang đồi mồ trên da, và đặc biệt là cái chỉ số chống nắng của nó rất là cao. Chống nắng rất cao thì sẽ tránh được cái việc là chúng ta bị ung thư da, bởi vì ung thư da một phần cũng là do vì cái tia tử ngoại nó quá là mạnh mẽ và nó quá độc để nó ảnh hưởng đến da của mình đấy.